của tôi không nói nổi. Mỗi lần mình live stream là mình thấy. Yeah. Ừ. Hello mọi người. Thì đau họng quá không có nói nổi nên là tụi mình nhìn nhau nha. Stream trên fanpage của ông á, mọi người có thể qua coi, đang nói chuyện với mọi người bên đó. Mọi người qua coi livestream của ông ở trên fanpage Đoàn Thiên Ân á, hình như có phải có là chị Dung ta không biết nữa, mọi người qua coi thử. Chị đau họng quá chị không có nói nổi. Là mọi người có thể qua bên đó hỏi thăm Ân luôn cũng được cho nó lẹ. Yeah.
Brazil ở ngoài rất là đẹp. Rất là công nhận, chị đã nhìn thấy Brazil ở lúc mà thảm đỏ là chị thấy bạn rất là đẹp.